thiện hiện nên biết vì trí nhất thiết vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì tất cả pháp môn đà la ni vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì tất cả pháp môn tam ma địa vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì quả dự lưu vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì quả nhất lai bất hoàn a la hán vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì quả vị độc giác vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì tất cả hạnh đại bồ tát vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa lại nữa thiện hiện nên biết vì sắc như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì thọ tưởng hành thức như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì nhãn xứ như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì sắc xứ như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì thanh hương vị xúc pháp xứ như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì nhãn giới như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì nhĩ giới như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì tĩ giới như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì thiệt giới như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm xuyên sinh ra như hư không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa